15 năm là một chặng đường tương đối dài để khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuyển mình và phát triển. Trong suốt 15 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên của khoa đã nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng khoa ngoại thần kinh phát triển ngày càng lớn mạnh, trở thành cơ sở khám chữa bệnh về cột sống, sọ não uy tín hàng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua, khoa ngoại thần kinh đã không ngừng học tập, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương với mục đích mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp người dân tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức di chuyển lên tuyến trên. Cùng với sự phát triển của bệnh viện, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể cán bộ viên chức của khoa thường xuyên đổi mới phong cách làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc. Khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử cho toàn thể cán bộ viên chức. Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật mới, đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời thành công nhiều trường hợp chấn thương sọ não, chấn thương cột sống với đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, luôn hết lòng tận tụy với người bệnh. Đội ngũ cán bộ nhân viên của khoa không ngừng cập nhật thông tin và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới nhằm tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh. Từ tháng 1 năm 2018 đến hết tháng 7 năm 2022, khoa ngoại thần kinh đã điều trị 15.763 người bệnh nội trú và 477 lượt điều trị ngoại trú hàng tháng. Các bệnh nhân được phẫu thuật sọ não, cột sống ngày càng tăng theo các năm. Khoa đã cứu sống được rất nhiều người bệnh mắc các bệnh lý nặng nề về cột sống, sọ não, trong đó có những ca bệnh khó và hiếm gặp. Nhìn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển với những bước chuyển mình mạnh mẽ, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã và đang khẳng định uy tín và thương hiệu, xứng đáng là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, tin cậy của người dân tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Khoa ngoại thần kinh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Mười lăm năm hình thành và phát triển. Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2007. Đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Đạt nhiều thành tích xuất sắc. Số lượt điều trị nội trú, số ca phẫu thuật tăng đều mỗi năm. Với nhiều đề tài, sáng kiến khoa học được thông qua. Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đoàn kết cùng phát triển.